Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 17 đến câu 37. Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một vết trong lề luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh em hãy mau mau dàn xếp với đối phương. Khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh em cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi. Vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng, ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Chuyện về con diều giấy. Ngày ấy có một con diều bay lượn rất đẹp trên bầu trời lộng gió. Gió lớn, diều bay lên rất cao, treo nghiêng, cuốn lượn. Nó cảm thấy mình còn có thể lên cao nữa. Nó muốn lên cao nữa. Dường như chiếc dây là nguyên nhân cản trở ước mơ của nó.
nó vùng vằng muốn thoát khỏi sợi dây. Cuối cùng nó đạt được ý nguyện, chiếc dây đã đứt. Nhưng hỡi ơi, khi nó tưởng là được tự do để bay cao lên nữa, thì chính là lúc nó thấy mình mất sức lực, mất phương hướng. Thân diều trôi theo chiều gió, dúng gió và rớt xuống hướng phải cành cây nát tan. Lề luật tự như sợi dây giúp con người sống hướng thượng. Đức Giê-xu chẳng bao giờ có ý định phá bỏ lề luật. Ngài chỉ muốn chỉnh sửa cho lề luật đúng là phương tiện giúp con người bay lên tới Chúa. Lề luật là hàng rào quanh vùng tình yêu. Mục đích của lề luật là phương tiện giúp con người thể hiện tình yêu trung tín với Thiên Chúa. Chúa thương ban cho ta hàng rào lề luật để ta an tâm sống trong tình yêu của Ngài. Vượt rào lề luật là muốn thoát khỏi vùng trời tình yêu. Điều đó thay vì giúp ta tự do thì lại làm ta nô lệ bản năng, khuynh hướng xấu, bị Satan trói buộc. Kết quả, tâm hồn ta sẽ tan nát như cánh diều trôi theo luồng gió nát tan trên ngọn cây. Khi ta yêu Chúa thật, tức khắc ta muốn điều Chúa muốn và tránh điều phiền lòng Chúa. Điều Chúa muốn và điều phiền lòng Chúa được minh định nhờ lề luật. Do vậy, thái độ đúng đắn nơi người con Chúa là yêu mến, quý trọng lề luật Chúa ban. Họ cảm thấy hạnh phúc, bình an khi sống trong hàng rào an toàn lề luật. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Chúa kiện toàn dần hàng rào lề luật, người ta chẳng thể tức khắc buông lơi dây diều. Dây diều cần được xả ra từ từ, ngày càng dài và con diều ngày càng cao. Luật lệ cho em bé khác với luật lệ cho người lớn. Thời cựu ước là thời thơ ấu của lịch sử dân riêng Chúa. Luật được áp dụng trong thời đó là luật căn bản và giới hạn như dây diều còn ngắn. Đó là điều cần thiết và khôn ngoan. Nếu lề luật là phương tiện diễn tả tình yêu của con người với Thiên Chúa, thì luật cựu ước là bước thứ nhất dẫn con người đi vào con đường tình yêu. Đó không phải là bước duy nhất. Có bao giờ người ta bước một bước mà đi hết con đường dài đâu. Hành trình tình yêu là hành trình dài suốt đời. Lịch sử hành trình tình yêu trải dài suốt lịch sử cứu độ. Con người cần phải vượt qua hàng rào luật lệ cựu ước để đón nhận một hàng rào mới, rộng lớn hơn, chất lượng hơn, ý nghĩa hơn. Sợi dây lề luật cựu ước quá ngắn. Sợi dây diều khi còn ngắn, con diều chẳng thể bay cao. Cũng thế, con người sẽ khó đạt tới đỉnh trọn lành khi lề luật cứng nhắc, khi con người giữ luật chỉ vì luật mà quên đi mục đích của lề luật. Luật cựu ước là luật tiêu cực, dạy ta tránh điều phiền lòng Chúa. Đừng làm cho ai điều mình không thích, điều đó chưa đủ. Đức Giê-xu dẫn ta đi xa hơn, dạy ta thực hiện điều Chúa muốn. Hãy làm cho người khác điều mình muốn người khác làm cho mình. Luật cựu ước chưa đi sâu vào tình yêu. Luật cựu ước dạy người ta lấy chiên, bò làm hy tế dâng Chúa để biểu lộ sự thần phục. Điều đó chưa làm thỏa lòng Chúa là tình yêu. Đức Giê-xu giới thiệu một thứ luật mới, lấy sự vâng phục ý Chúa làm hy lễ. Lễ chiên bò Chúa chẳng ưng, thì này con xin đến để thực thi ý Chúa. Luật cựu ước như thân xác, luật thân ước như linh hồn. Thân xác dễ làm cho ta sống hình thức, bề ngoài.
do vậy dễ biến con người thành nô lệ. Đức Giê-xu muốn mặc cho luật khựu ước một linh hồn. Giữ luật bề ngoài cách trọn vẹn thì như giữ được vóc dáng sạch đẹp. Điều đó quý lắm nhưng chưa đủ. Qua Đức Giê-xu, Thiên Chúa mời gọi ta phải sạch cả bề trong, trong tâm trí, trong tinh thần, trong ý hướng. Không những không được giết người, không được ngoại tình, không được phản bội, mà còn phải là lòng trí không ghét giận ai, ý muốn không toan tính bất trung, tinh thần luôn thẳng thắn, chân thành. Vậy mới là người sống đẹp lòng Chúa thật. Sợi dây lề luật cựu ước đơn giản và quá ngắn làm cho con người chưa thể hiện được trọn vẹn vẻ đẹp tình yêu quá phong phú, làm cho con người không thể bay cao đủ để hiệp thông với Thiên Chúa là tình yêu. Đức Giê-xu thương con người, tín nhiệm con người, mời gọi và trao cho con người luật tình yêu mới. Đức Giê-xu làm cho sợi dây lề luật chất lượng hơn, dài hơn, như chắp cánh thêm cho lề luật, kiện toàn lề luật, để lề luật đủ sức nâng con người đi sâu vào tấm lòng Thiên Chúa là tình yêu. Thênh thang trong hàng rào lề luật. Khi không hiểu được lợi ích của hàng rào thì sống trong hàng rào ta sẽ cảm thấy gò bó, tù túng. Chúa chẳng muốn ta mang tâm trạng bất mãn khi giữ luật Chúa. Chúa muốn ta là con Chúa chứ không phải là kẻ nô lệ. Chúa để ta tự do lựa chọn nước và lửa, cửa sống và cửa chết. Ai cũng muốn mát mẻ thay vì nóng bức. Ai cũng muốn sống thay vì chết. Chúa cũng mong ta được hạnh phúc và được sống. Nhưng Chúa không thể bắt buộc ta chọn Chúa. Sự bắt buộc thì giết chết tự do. Không tự do thì tình yêu không còn đất sống. Mà khi tình yêu vắng bóng thì hạnh phúc không tồn tại. Điều khó cho ta là nhiều khi lửa lại mang dáng dấp nước, cửa sống lại trông như ngõ chết. Đường đưa tới hạnh phúc thật lại khởi đầu bằng đường đau khổ. Nếu ta suy luận bằng trí khôn loài người, nhìn bằng mắt xác thể xác, cảm nhận bằng kinh nghiệm thế tục, thì ta không có cảm giác thênh thang trong hàng rào lề luật của Chúa. Phải cần đến ơn Thánh Thần, ta mới có thể nhận định đúng đắn điều hay lẽ thiệt. Cha con ông Noê hì hục chặt cây xẻ ván, đóng một chiếc tàu thật to ngay trên đồi cao. Mọi người qua lại hẳn đã buông lời dè biểu: cha con ông này đúng là những kẻ dở hơi. Ông Noê không vì thế mà nản lòng. Vì quen biết Chúa, thân thiện với Chúa, ông Noê biết được chương trình của Chúa. Ông tín nhiệm Chúa nên đã quyết tâm làm điều Chúa dạy, mặc ai gièm pha. Cha con ông cương quyết đóng tàu trên cạn. Ông không theo khôn ngoan người đời, nhưng tuyệt đối tin theo sự khôn ngoan của Chúa. Cho đến khi mưa xuống 40 ngày đêm, những người cho mình là khôn mới thấy mình dại, và những người bị thiên hạ chê là dại mới thật là người khôn. Chúng ta cần xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng trước mọi suy nghĩ, toan tính, lời nói, việc làm, để luôn nhận ra đường lối Chúa dạy bảo mà trở thành người khôn ngoan. Xin Chúa giúp ta sống đúng đạo thật để được bình an đời này và hạnh phúc thật đời sau. Chúa thương ban nên con
chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mai là đầy tớ bất chung khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà trên đời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà Chúa sinh